Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương được đánh giá là được sinh hoạt chính trị sâu rộng thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Sau một tháng tổ chức, cuộc thi đã có hơn 102.000 tài khoản đăng ký dự thi. Hình thức thi có sự cập nhật, cải thiện, ứng dụng hiệu quả các tiện ích mạng xã hội và truyền thông, qua đó đã khuyến khích thu hút sự tham gia đông đảo của người dự thi. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc thi đã được các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp thực hiện kịp thời và rộng khắp. Động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Đặc biệt, trong đó có nhiều thí sinh cao tuổi, thí sinh ở các địa bàn vùng xa đã khắc phục hạn chế về điều kiện kỹ thuật, công nghệ để tham gia. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao giá trị tính lan tỏa của cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, cũng như những thành tựu to lớn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được qua 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Đây có thể nói là một cái bài học rất là quý trong một cái phương thức mới, một sự gợi ý mới về cái phương thức tổ chức thông tin tuyên truyền quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết của chúng ta, cũng như là các hình thức mà nắm tư tưởng rồi truyền đạt rồi phổ biến các cái nội dung thông tin cần đến với đối tượng nhân dân một cách rộng rãi và nhanh chóng hơn. Đề nghị ban tổ chức cũng đánh giá sâu, tổng kết kỹ cái cuộc thi này, đặc biệt là tổng kết lại những ý tưởng hiến kế đóng góp cho cái sự phát triển của thành phố qua các tác phẩm dự thi để có báo cáo với Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, và để những ý tưởng của người tham gia dự thi nó thực sự trở thành những sản phẩm cụ thể hóa vào trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, của Thường trực Thành ủy trong thời gian sắp đến. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 19 giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 9 giải khuyến khích và 1 giải dành cho tổ chức cơ sở đảng tham gia xuất sắc cuộc thi, đồng thời trao 26 giải cá nhân, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích và 4 giải phụ khác, gồm giải dành cho thí sinh dự thi lớn tuổi nhất, có điểm cao nhất, giải dành cho thí sinh có phần thi tự chọn xuất sắc nhất, và giải dành cho thí sinh có bài viết được bạn đọc quan tâm, like và chia sẻ nhiều nhất trên fanpage cuộc thi.